Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng trên diện rộng là do áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh. Khu vực như tỉnh Hậu Giang chủ yếu nằm ở rìa phía Nam và chịu ảnh hưởng trực tiếp của vùng áp thấp nóng phía Tây. Ở khu vực thành phố Vị Thanh, từ 9 đến 10 giờ sáng, nắng nóng trên 30 độ và từ 11 giờ kéo dài đến 15-16 giờ, nắng nóng đo được lên đến 35,6 độ C. Nắng nóng kéo dài hơn 10 giờ mỗi ngày gây cảm giác khó chịu cho người dân. Thưa ông, nắng nóng như hiện nay thì khi nào sẽ kết thúc? Mức độ nắng nóng của năm 2017 đó so với cái năm 2016 thì rõ ràng mình không bằng. Và cái giai đoạn này là cái giai đoạn đang ở giai đoạn trung tính. Thì như dự báo ấy, thì khoảng đến đầu tháng 7 cho đến tới tháng 8 mới cái nhiệt độ nước biển nó mới tăng, mới lệch về pha có El Nino, đợt nắng nóng trên diện rộng kết thúc. Từ nay đến nửa đầu tháng 5 vẫn xảy ra các đợt nắng nóng cục bộ. Đây cũng là giai đoạn chuyển mùa từ mùa khô sang mùa mưa nên thời tiết diễn biến phức tạp. Không khí đặc trưng là nóng ẩm, ướt và xuất hiện nhiều mây dông gây ra lốc, sấm sét. Đây cũng là giai đoạn có điều kiện thời tiết phát triển nhiều dịch bệnh gây hại tới sức khỏe con người và vật nuôi, cây trồng. Bà con cần lưu ý đề phòng.